Âm thanh của hang dạ đấy. Rà quá. Lồng em nó yếu lắm. Con này to. This place has mouse footprints moving around. I will set a trap here. Rồi, em xin chào mọi người nhé. Lại là em đây. After days of gardening and growing vegetables, today I will set traps for rats and sea urchins, which are edible rats, to ensure that the vegetables I grow are not destroyed by them. Nay em sẽ đi bẫy chuột ha. Ở trong cái lùm này mọi người. I will set traps in this grass. There are many traces of them. Vườn em ha. Xung quanh thì chuột bây giờ khan hiếm lắm mọi người. Giờ họ đánh thuốc với mùa này chuột cũng không có nữa. Ui, tí nữa bị ăn đốt mọi người. Này. Trong bụi mì này. Bên mấy cái bụi chuối đó ha, bụi chuối kìa. Bên mấy bụi chuối này. Hang chuột cống quá trời to luôn. Em đang phát là chuẩn bị em vô em nạt. Bà mẹ ăn có nhiều thêm mà chứ bị đốt. Rồi, mình kiếm đường khác thôi mọi người. Ủa, đường ngon quá. Mấy cái hang to luôn. Ủa, ăn đang bay này. Thôi, chịu rồi mọi người ơi. Chỗ này cũng có ăn. Mình qua cái bờ chuối đằng kia. Cũng ăn mọi người. Ở đây thì con ong lá. Còn bên kia, con đi ăn cam cam nó to. Gọi ăn gì con mình quên rồi. Ong nghệ. Chỗ mình gọi là ong nghệ mọi người. Nó cứ y như ong quả vẽ. Nó gần giống vậy mà nó vàng khè ha. Thua rồi, mình gặp ong mà thua rồi. Đặt ở đây được đúng một cái lồng cống nhung. Thôi giờ mình đi dọc dọc cái này mình đặt chuột cơm nhé mọi người. Ui trong này nhiều hang lắm. Trong này hang nào cống đào quá trời luôn. Mà ong mình vô mình mới phát cỏ mấy cái thôi mà mình phát cây mấy cái thôi mình nghe nó o thôi này. Thôi thua mọi người. Thôi giờ mình đặt này, dòng 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 cái chiền này ha. Đây, dòng dòng chiền này lên tới bên kia. Có con nào thì bắt con đấy vậy. Chỗ này mình thấy dấu chân mọi người. Đây ha, mình thấy dấu chân cũng có mấy dấu chân cống ha. Chạy nó là rồi đó. Thôi mình đặt ngoài đi. Giờ trong kia rộng quá mình không đặt được thì hy vọng là tụi nó sẽ ra ngoài tụi nó ăn nha. Đây, vẫn là rào ít cắm cò nha. I use trail traps and rice to lure them into the trap. Bốn cái cống nhung ha. Ồ, đây, bẫy bằng lúa mà lúa bị đỏ mất tí rồi. Bốn cái lồng chuột cống và bốn cái lồng chuột cơm ha. Phòng trường có mấy cái đường nhỏ luôn ha. Cũng khá lâu rồi em không đi bẫy chuột mọi người. Vô trong này sợ đúng mấy con ong. Em là chúa sợ ong. Đi đốt mấy lần này, khiếp. Vô mà cứ lùi nó mà chạy không kịp à. Toàn mai mặt. Em là thuộc máu độc chứ. Mai mặt lại sưng. Đây có mấy, đây em thấy đường hang mọi người. You can see a mouse hole, yeah. But be careful of bees and other insects. Mọi người thấy không đây? Con này có vẻ chuột cống mọi người. Hang ok lắm. Đây này. Hang ok lắm nha. Burrowing traces.
Bây giờ em thi triển nha mọi người. Trong này cũng có đường hang ha. Trong này bên này cũng có đường hang. Another cave near here. I see the trail moving. Đây, lồng thì hiện tại em có loại nhỏ thôi nha. Lồng bữa giờ em mua mấy năm rồi. Lò xo xuống chán hết rồi. Mà được cái mấy loại này thì cũng không cần nhiều mọi người. Mình chỉ cần con chuột nó sập vô thôi là hai khoen là nó gài rồi thì cũng không ra được đâu. Đây. Thế này là có hai khoen này. Set the trap. When they step on the trap door, it will collapse and trap them. Chuột cũng không ra được. Cái hả mọi người? Đây, đặt lên cái nha. Giờ mình cho nó ít thức ăn ha. Mình rải một ít ở dưới nhé. Rồi, một ít thôi ha. Put rice in the trap to lure them in. Nếu nó vô thì mọi người cứ rải rất thưa thôi. Bây giờ nó ăn, nó sẽ đi theo hạt lúa nó ăn thì nó sẽ vô ha. Cái này là mình đặt After that, I set a few more traps, but I encountered bees and couldn't get back in time. I hope you understand. No, okay, đã. Please subscribe to the channel to follow and support my dad. Hello everyone, it's morning and this is the next day. Let's go visit the traps. Đây, khu này mà ăn quá em không vô được. Đây, khu chuối đầu ở vườn này. Ăn quá không vô được, em đặt dần dần thôi mọi người. Ăn to không? Đây, để cho cái bao này em đặt một cái này. Hy vọng là dính nha mọi người. Liệu điều ấy có xảy ra không? Trời ơi, còn nguyên luôn. There are traps here, but none of them can be caught. Bên này trong vòng đây mình đặt 5 cái ha. Thì nó cũng bên này nó qua thôi. Nhưng mà bên này ăn quá bên này thì chuột cống to lắm mà mình học không đặt được. Hy vọng là 5 cái bên này dính được 2 con thôi cũng được. Có đặt ngay đâu đây chỗ này cái mà đâu ta. Rồi, cái này ai đây? Lồng rớt đây. Không, lồng này lồng khác. Lồng này sao rớt đây? Lồng này cho nó hút rồi. Đặt ngay đường mòn kia. Đây cá không dính đó mọi người. Này đập bay mà không dính. Đường đi vô ăn bay. 5 cá mà thấy 2 cá chết quốc rồi. Tiếp tục đó mọi người.
Cái này không có gì luôn. Đang đằng cái này. Không có luôn. Cái này cũng không có luôn ha. Cái này thì sập này. Sập mà chạy thấy chuột đâu. Rồi, gọi là 5 cái xịt rồi mọi người. Giờ mình vô trong máy ha. Có em rạch mấy cái không đấy, hy vọng là có nhé mọi người. Khá to mà. Finally got a few, but unfortunately I forgot to turn on the camera. Giữa mình hồi xưa nhiều lắm nhưng mà bây giờ họ đánh thuốc hết rồi. Thì có mấy cái vườn để lâu. This is a sea urchin rat. Unlike other edible rats, this species can also be eaten. They are quite large. Đây mọi người, hai con đó mọi người. Got some more children, everyone. Lồng em nó yếu á. Thank you for watching the video. Leave one like and one share to support my dad. Thank you very much. Bán tất tầm nửa ký á, nửa ký hơn nửa ký á. Đây là kia.